Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hoàng Hà Mobile. Có thể thấy thì với những chiếc iPhone khi mà nó được bán ra ở trên thị trường thì cái mức dung lượng thấp nhất ở trên những chiếc iPhone chúng ta có thể tiếp cận được sẽ là 64GB. Và đây cũng là một trong cái dung lượng mà mình thấy là đang có rất là nhiều người chúng ta lựa chọn, bởi vì nó có một cái mức giá hấp dẫn hơn rất nhiều so với lại những chiếc iPhone có dung lượng 128 hay là 256GB. Vậy thì liệu rằng dung lượng iPhone 64GB nó có thực sự đủ để cho chúng ta có thể trải nghiệm một cách tốt hay là không, thì mình sẽ làm rõ cái vấn đề này ở trong video ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta giải đáp về cái vấn đề là 64GB ở trên một chiếc iPhone thì nó có thực sự đủ để chúng ta có thể sử dụng được nữa hay không, thì chúng ta phải cần xem xét về cái đối tượng sử dụng. Với bố mẹ hoặc là ông bà của chúng ta ở nhà khi mà sử dụng ở trên một chiếc điện thoại iPhone có dung lượng 64GB thì mình thấy là nó hoàn toàn đủ để chúng ta có thể sử dụng được rồi. Tuy nhiên thì với những người trẻ chẳng hạn như là bản thân mình hay là tất cả các bạn đã và đang xem video ngày hôm nay, thì mình nghĩ là 64GB nó sẽ không thể nào đủ được. Và cái lý do thì nó sẽ phụ thuộc vào ba cái lý do chính ngay sau đây. Lý do đầu tiên đấy chính là thời điểm hiện tại thì với phiên bản cập nhật iOS mới nhất sẽ là 14.5 thì nó đã có một cái mức dung lượng lên đến tận là trên 10GB rồi. Và bên cạnh đó thì những cái ứng dụng hệ thống chẳng hạn như là iMessage, tin nhắn và một số những cái ứng dụng liên quan tới gọi điện thì nó cũng đã chiếm mất khoảng là 5GB dung lượng của chúng ta rồi. Thế nên thì khi mà chúng ta tải xong cái bản cập nhật này thì các bạn sẽ chỉ có tổng cộng là 49GB để chúng ta có thể sử dụng mà thôi. Và bên cạnh đó thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần phải cài vào đây những cái app, rồi chúng ta sẽ có những cái video để chúng ta có thể quay và chụp hình hàng ngày. Thế nên thì nó cũng sẽ tốn rất là nhiều những cái dung lượng iPhone của anh em. Với cái lý do thứ hai thì nó sẽ liên quan tới những cái trải nghiệm hàng ngày của chúng ta nhiều hơn. Ở trên một chiếc iPhone thì đương nhiên các bạn sẽ cần phải tải vào đây những cái ứng dụng. Chẳng hạn như chúng ta sẽ cần phải tải những cái ứng dụng liên quan tới mạng xã hội này, chúng ta cần tải những cái ứng dụng liên quan tới giải trí hay là xem video clip, rồi những cái ứng dụng liên quan tới thanh toán ngân hàng. Thì tất cả những cái ứng dụng này mình có tổng hợp lại thì cái dung lượng của nó sẽ xấp xỉ đâu đó là khoảng từ 18 cho tới 20GB. Đấy là mình chưa kể đến là việc mà chúng ta còn tải thêm những cái ứng dụng liên quan tới giải trí, chẳng hạn như là những cái tựa game ở thời điểm hiện tại, chẳng hạn như PUBG, thì dung lượng của nó khi mà được giải phóng ra thì nó đã lên tới tận là khoảng từ 7 cho tới 8GB rồi, một con số rất là cao. Một số những cái ứng dụng như là WhatsApp thì khi mà chúng ta sử dụng nó một cách lâu dài thì cái bộ nhớ cách của nó thì nó cũng sẽ hàng ngày nó sẽ nâng lên cao. Thế nên thì khi mà chúng ta trừ đi phiên bản cập nhật iOS và những cái ứng dụng bắt buộc chúng ta phải tải để có thể sử dụng hàng ngày thì nó cũng đã mất của anh em là 35GB dung lượng của chúng ta rồi. Cái lý do thứ ba mà mình khuyên các bạn chúng ta không nên lựa chọn một chiếc iPhone có dung lượng 64GB đấy chính là việc thời điểm hiện tại thì những cái nền tảng mạng xã hội thì nó đang lên ngôi. Chúng ta có thể thấy những cái nền tảng chẳng hạn như là YouTube này, rồi Facebook, TikTok hay là Instagram, gần như là ngày nào những ai mà chúng ta sử dụng TikTok thì các bạn sẽ quay video này rồi chúng ta chụp hình, đăng lên thêm một số những cái nền tảng khác chẳng hạn như là Facebook nữa. Vậy nên thì mình cũng đã có thử một cái bài test nhanh là với một con iPhone XS Max như thế này, mình có quay một cái video với cái thời lượng là 10 giây ở trên độ phân giải 4K và 60fps thì nó đã tiêu tốn của chúng ta lên tới tận là 63MB rồi. Thế nên thì ngoài ra thì với những cái bức hình thời điểm hiện tại chúng ta chụp ở trên một chiếc iPhone thì nó cũng đã mất đâu đó là khoảng từ 4 cho tới 5MB, một con số rất là cao. Vậy nên thì việc mà chúng ta sử dụng một chiếc iPhone có cái thời gian vòng đời ít nhất sẽ là khoảng từ 2 năm thì gần như là với cái độ lớn của video cũng như là cái kích thước rất là cao của những cái hình ảnh như thế thì mình nghĩ là 64GB nó sẽ không thể nào đáp ứng đủ chúng ta có được những cái trải nghiệm tốt ở trên một chiếc điện thoại như thế này nữa. Cái lý do cuối cùng mà mình khuyên các bạn chúng ta không nên lựa chọn một chiếc iPhone có dung lượng 64GB đấy chính là cái mức giá. Các bạn có thể thấy thì khi mà chúng ta tham khảo giá của một chiếc iPhone có dung lượng là 64GB và so sánh với lại một con có dung lượng là 128GB thì thực ra để mà nói thì cái mức chênh lệch của nó sẽ loanh quanh đâu đó là khoảng từ 1,5 triệu đổ lên, một con số rất là cao. Nhưng mà các bạn cũng cần phải nhìn lại một chút, đấy chính là việc chúng ta sử dụng một con iPhone 64GB khi mà nó không đủ dung lượng thì bắt buộc các bạn sẽ phải mua thêm cái dung lượng iCloud. Cái dung lượng iCloud này thứ nhất là nó sẽ rất là bất cập trong cái việc nếu như chẳng may chúng ta không có mạng ở cái thời điểm đó để các bạn có thể chia sẻ cho những cái chiếc điện thoại khác. Và thứ hai nữa là với những cái gói dung lượng iCloud có cái mức dung lượng lớn thì gần như là một năm các bạn sẽ phải mất
tốn đâu đó là khoảng gần 1 triệu hoặc thậm chí là hơn 1 triệu đồng để các bạn có thể mua cái gói dung lượng iCloud đó. Trong khi đấy thì mình cũng đã có nó rồi, vòng đời của một chiếc iPhone khi mà chúng ta sử dụng thì ít nhất với bản thân mình sẽ là khoảng 2 năm. Thế nên thì các bạn có thể cộng lại sau 2 năm chúng ta sẽ phải tiêu tốn lên tới tận là trên hơn 2 triệu đồng để có thể bù vào ở trên một chiếc iPhone như thế này. Và sau khi đấy thì chẳng may nếu như chúng ta có thanh lý hoặc là chúng ta có bán đi chiếc iPhone với dung lượng 64GB thì chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn thay vì là một chiếc iPhone có dung lượng cao, chẳng hạn như là 128GB chẳng hạn. Ok, và đó cũng chính là những cái lý do mà mình khuyên các bạn cũng như là chúng ta không nên mua những chiếc iPhone có dung lượng là 64GB ngay trong cái thời điểm hiện tại. Vậy thì ý kiến của các bạn như thế nào về dung lượng iPhone ở trên một chiếc iPhone là 64GB như thế này thì các bạn cũng đừng quên chia sẻ lại ngay bên dưới phần bình luận của video cho mình cũng như tất cả các bạn đã và đang xem video được biết về nhá. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video từ đầu cho tới bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.